Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay là em tiếp tục là em quay cho anh chị xem về cái vườn hoa ở bên team em, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho anh chị đã bình luận trong kênh, cũng như là cái câu hỏi mà thường gặp nhất là em thấy là anh chị hỏi là dạng thọ mình ươm ra bây giờ cũng đã 15 ngày rồi mà nó đạt được có một cặp lá thôi, như vậy là nhanh hay chậm? Thì ở đây thì mình chia sẻ ha, là nó cũng rất là chậm nha các bạn ha. Và bây giờ thì mình có thể là mình giữ nó lại. Cái bộ rễ là mình xài thằng Root 2 hoặc là thằng cơm cát ha, nhưng mà tốt nhất là sử dụng cái thằng Root 2. Tại vì thằng Root 2 là nó có cái chức năng là nó hạ phèn, cũng như là cây giá thể của mình mà có cái mặn và cái chát á, thì nó xử lý luôn, thì nó rất là hay. Ở trên cái thằng Root 2 thì bạn có thể là bạn xài nó ha, 8cc cho thùng dồi 10 lít nước để chúng ta tưới gốc cho nó, để cho cái bộ rễ nó kích ra ha. Rồi thì câu hỏi đầu tiên nè, bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi cho một bạn ha. Livestream hồi sáng thì có bạn Trần Thanh Hoa hỏi ha, là dạng thọ gieo bữa 15 tháng 10, bây giờ tính bán bữa 25 tháng 12 âm lịch đó, thì bây giờ mình ngắt ngọn hai cơ thì ngắt ngọn bữa mấy? Thì ở đây thì khoảng đâu là 19 đến 20 tháng 11 âm lịch thì mình sẽ bấm ngọn cho nó ha. Và khoảng đâu là một tuần sau mình sẽ bấm ngọn tiếp cho nó cái cơ 2, là nó sẽ bán được cái bữa là lối 25 nha anh chị ha. Rồi rồi tiếp tục là cái câu hỏi của bạn Thanh Nguyên nữa, như thế gì nè, trước khi ra chậu thì mình có bón lót gì không? Thì cái này thì mình không có bón lót gì hết nha mọi người ha, nhưng mà mình sẽ rải nhử phân. Ví dụ như cái chậu của mình đi, bây giờ thì mình sẽ bỏ vài hạt phân vô đó, phân gì cũng được. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thêm cái giá thể vô ha, và chúng ta phơi và chúng ta xả nước mỗi ngày. Nó đến khi mà mình ra chậu thì mình có thể là mình rắc cho nó một vài viên phân ở trên mặt thôi, kiểu như là chúng ta nhử cho nó ra nó có mùi phân á mọi người, chứ chúng ta không có bỏ nhiều. Tại vì bỏ nhiều á có thể là nó dư đạm và nó cây của mình nó sẽ hư cái bộ rễ nha. Cái này là em chia sẻ cá nhân thôi, nói chung là anh chị nên xem nhiều kênh đi. Rồi nè, tiếp tục là câu hỏi của bạn Triều Ta 24. Bạn này bạn hỏi mình á, là kêu mình ra clip ngắt ngọn cây 2 đi. Thì cắt ngọn cây 2 thì khi cây của mình mà nó đạt được 6 cặp lá, mình bấm ngọt cây đầu á, xong rồi cây 2 sẽ là đầu tháng 12, thì tới đó thì bạn có thể xem ha. Hôm nay thì mình quay cho anh chị xem tại vườn của team mình đang tưới nước vào buổi sáng nha anh chị ha. Rồi câu hỏi của bạn Hiệp Quỳnh nè, mình tưới Root 2 xịt ALS luôn có được không bạn? Bây giờ hàng Root 2 á, thì bạn tưới hàng Root 2 thôi, rồi cách bèo lắm phải 3 hoặc 4 bữa thì mình mới xài thằng ALS để mình phòng cái nấm bệnh nha mọi người ha. Đừng có xịt mà dồn dập cái gì mà mọi người xịt dồn dập vô á, là nó cái thuốc nó dư liệu mọi người, thành ra là nó sẽ hư cái cây của mình, không phải là mình xịt nhiều là cây nó sẽ tốt đâu. Thì đó là cái chia sẻ của em. Câu hỏi của bạn Phong Vũ 0652 nè, bạn này bạn hỏi mình là team mình đi cái phân gì mà cái hoa màu gà nó tốt. Thì ở đây thì chỉ đi phân dơ với phân đáp, với cái giá thể là nó có cái phân gà ở trong đó thôi, chứ cũng không có sử dụng nhiều nha anh chị ha. Nói chung là mỗi người là mỗi cách thôi. Rồi câu hỏi của bạn Hoa Sứ Ly Trần 7806 nè, hỏi mình là dạng thọ 12 ngày tuổi rồi mà nó mới ra được hai lá thật, như vậy là chậm lớn hay sao bạn? Ở đây là chậm lớn nha. Ở đây thì mình xài hàng Root 2 đi cho nó dựng cái bộ rễ đi nó. Còn cây của mình mà nó yếu thì thường là người ta sẽ sử dụng cái thằng Anquin đó mọi người, nhưng mà khi mà xài Anquin vô cây của mình nó đứng liền nó. Thì có nhiều anh chị hỏi kêu xài thằng Anquin có được hay không, thì xài được khi mà cây của mình mà nó phát triển quá nhanh á, thì mình mới xài nó. Còn nếu như là trong cái thời gian này á, thì mọi người xài là cây của mình nó sẽ đứng nha, rồi mọi người giờ xịt dưỡng lại thì nó rất là lâu, rất là cực. Thì do đó là ví dụ như mấy anh chị nào mà mua cái dạng thọ mà mua chợ về đó, bây giờ có thể xài thằng Anquin lại, tại vì nó sớm. Ví dụ như thời điểm này mà anh chị đã 4-5 cặp lá rồi, bây giờ muốn nó đứng lại á, thì có thể là xài thằng Anquin ha. Xài xong là cái cây của mình là nó đứng lại nha mọi người ha, nó không có phát nữa, nhưng mà nó sẽ phát triển từ từ đó. Thì em chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề về thuốc như vậy nha. Sơn Nguyễn hỏi mình có bán cái cây giống dạng thọ hay không nè. Thì ở đây thì cây giống thì để bữa mùng 7 mùng 8 xuống giống rồi mình mới biết được nha. Hiện tại thì hồi sáng này thì cũng có chia sẻ cho một anh tên là Sinh ở cây lại, thì ảnh đặt 2.000 cây nên bây giờ thì cũng gần hết rồi, nó không còn nhiều nữa. Với lại khi mua thì mọi người xuống vườn lấy luôn chứ không có ship, để tại vì thời gian nó không có nha anh chị nha. Câu hỏi của bạn Mai Nguyễn nè, ươm ngày 27 tháng 10 âm lịch, vậy chừng nào mình ra chậu em? Thì ra chậu khoảng đâu là lối là mùng 10 tháng 11 nha. Rồi một bạn hỏi là Quỳnh Minh Tân hỏi vườn mình ở đâu nè. Thì vườn này là nằm ở Gò Công Tây nha, nằm ở Bình Lạc nha anh chị ha, ngay cổng chào Bình Lạc luôn.
Rồi anh camera điện mặt trời gì nè, hỏi nè là mới xịt dưỡng, xịt sau hôm qua 2 ngày bứng ra trồng có ảnh hưởng gì hay không? Thì ở đây á, thì nếu như là mình bứng ra mình trồng sớm á mọi người, là cái bộ rễ của mình chưa nó vững, cái bộ rễ của mình nó chưa có bắt với cái giá thể đó, thành ra là cây của mình nó sẽ đưng đâu khoảng đâu là 4 đến 5 ngày nó sẽ chậm nha. Thà bây giờ thì mình để cho cây của mình ở trên khay nó cứng đi. Đó, khi mà mình vừa ra chậu nó hít liền là nó phát nha. Rồi tiếp tục nè. À, dạng thọ pháp hôm nay ra chậu có sớm hay không? Thì thời điểm này thì ra chậu cũng được nha, nó không sớm đâu nha. Tiếp tục là câu hỏi của cô Yên Phạm 5525 nè. Cô này hỏi mình là cô trồng nay 20 ngày rồi, bây giờ vô thẳng chậu luôn mà cây nhỏ quá thì bây giờ mình phải làm sao? Thì ở giờ thì mình có thể mình kích bộ rễ nó nha, có thể là tưới thằng Root 2 đi hoặc là thằng Cơm Cáp là được nha. Rồi một bạn hỏi mình á, là bây giờ trồng dạng thọ mà không có cái nước sông để tưới, bây giờ tưới cái nước giếng có được hay không? Thì ở đây nếu như mà cái nước giếng của mình á, mà nó không có cái hóa chất á, thì tưới được nha. Còn nếu như là có hóa chất thì mọi người không nên tưới nha. Nói chung là cái gì mà nó có hóa chất là cái chất tẩy mọi người, nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Ngọc Phan 1983 hỏi nè, dạng thọ gieo hạt bữa 28 tháng 10 âm lịch, bây giờ có kịp Tết hay không? Thì là kịp nha, 28 tháng 10 là người ta gieo cái lối đó là kịp nha bạn ha. Nhưng mà cây của mình là với cái điều kiện là nó sẽ không có đứng lại nha. Ví dụ như khi mà mình ra chậu á, mà cây của mình mà nó bị vàng lá, có nghĩa là nó đã bị đứng lại khoảng đâu là 4 5 bữa thì có thể là trễ. Do đó thì nếu như là mình gặp cái trường hợp đó thì mình có thể là mình bấm ngọn khi mà nó đạt đâu là 5 cặp lá nha. Còn nếu như là nó không đứng thì mình cứ bấm ngọn là 6 cặp lá. Rồi câu hỏi của một bạn tên là Trần Văn Hoàng nha, bánh dầu đậu phộng tưới cho dạng thọ mới ra chậu có được không? Được nha, 1 kg bánh dầu là pha với 60 lít nước để mình tưới cho cái dạng thọ của mình nha anh. Rồi tiếp tục là câu hỏi của anh Trần Dương 79 Vlog nè. Anh này anh hỏi mình là ảnh ra chậu là nó được 2 cặp lá rồi, nhưng mà bộ rễ thì nó phát triển đầy khay luôn. Thì ngày hôm sau thì mình tưới Root 2 được không? Thì ở đây là mình tưới được ha, và mấy ngày sau thì mình sẽ tưới đáp, thì khoảng đâu là 7 ngày là mình sẽ tưới đáp nha, với cái liều lượng là cực mỏng nha. Ví dụ như là 1 kg phân DAP ngâm với 5 lít nước, sau đó lấy 100C pha với 10 lít nước để mình tưới. Thì thời gian đầu là 10 lít nước là sẽ tưới được là 50 chậu nha, chậu C11 luôn. Thì đó là vậy nha. Rồi thì hôm nay em cũng đã trả lời một số câu hỏi cho anh chị vậy ha. Anh chị nào mà thấy chia sẻ hữu ích thì anh chị bấm like cũng như là bấm chia sẻ nha. Rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp của em nha.